không kiểm định cho xe chưa nộp phạt vi phạm giao thông. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các phương tiện chưa thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ không còn được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định thời hạn 15 ngày. Ngày 8 tháng 6 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 30 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139 năm 2018 của Chính phủ, quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Đáng chú ý, Nghị định sửa đổi bổ sung quy định chưa thực hiện kiểm định đối với các trường hợp không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, các trường hợp quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm được ghi trong biên bản vi phạm hành chính hoặc văn bản thông báo của người có thẩm quyền xử phạt mà chủ phương tiện, người vi phạm không đến trụ sở của người có thẩm quyền để giải quyết xử lý, các trường hợp bị cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định. Sau khi chủ phương tiện, người vi phạm thực hiện các nghĩa vụ nêu trên thì được kiểm định theo quy định. Ngoài ra, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có quy định, trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau. Các chuyên gia cho rằng quy định này sẽ giúp tránh việc các chủ xe, doanh nghiệp lợi dụng quy định cho phép kiểm định xe tạm thời để tiếp tục lưu thông thời gian dài mà không chấp hành việc nộp phạt theo quy định, làm giảm tính răn đe của việc xử phạt.